Xin chào các bạn. Thì trong quá trình vận hành cái hệ thống xử lý nước tinh khiết hay là siêu tinh khiết thì các anh em vận hành sẽ thực hiện các cái công việc như là lấy mẫu SDI, rửa ngừa cột lọc hoặc là chăm hóa chất. Tuy nhiên là do cái cách hiểu của mỗi người khác nhau nên cái cách thực hiện nó cũng sẽ có cái sai khác và nó có thể dẫn đến những cái lỗi trong quá trình vận hành. Thì để tránh những cái việc đó, chúng ta cần phải có một cái quy trình vận hành chuẩn để chúng ta hướng dẫn tất cả các anh em vận hành cùng thực hiện theo đúng một cách. Thì trong bài số 12 này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng cái quy trình vận hành chuẩn cho cái hệ thống xử lý nước. Thì như mình đã đề cập, cái lý do mà cần phải có cái quy trình vận hành chuẩn hay gọi tắt là SOP là Standard Operation Procedure, mục đích là để chúng ta đạt được cái kết quả chuẩn như mà chúng ta mong muốn và nó không có sai sót trong quá trình thực hiện. Và đó còn là cái cơ sở để chúng ta tối ưu cái thời gian thực hiện cái công việc và đánh giá và cải tiến để cho nó tốt hơn, nó tối ưu hơn, nó tiết kiệm thời gian hơn, tiết kiệm công sức hơn, nó an toàn hơn. Đó là lý do mà chúng ta cần phải có cái quy trình vận hành chuẩn. Thì các cái bước để mà xây dựng một cái quy trình vận hành chuẩn á, nó bao gồm là đầu tiên cái nhân viên vận hành để viết cái bản nháp. Thì theo kinh nghiệm mình thấy cái công việc này nên giao cho các bạn nhân viên vận hành mà có kinh nghiệm, chứ mình đừng có người quản lý đừng có trực tiếp viết, tại vì các bạn nhân viên là người trực tiếp thực hiện công việc thì có nhiều cái các bạn còn nắm tốt hơn cả cái bạn quản lý. Sau đó thì đưa cái bản nháp đó ra cho cả nhóm mới đóng góp ý kiến, rồi quản lý mới dựa trên những cái ý kiến đó mới sửa đổi và phê duyệt, rồi đào tạo lại cho cả nhóm cùng thực hiện đúng như cái bản đó rồi mới đưa vào thực hiện. Sau khi đưa vào thực hiện nữa thì có thể nó sẽ phát sinh những cái vấn đề hoặc là tìm ra cách làm nào đó nó tốt hơn, chúng ta dựa trên cái bản đó chúng ta cải tiến và nó là một cái vòng như vậy. Plan, do, check, action, lập kế hoạch, làm, kiểm tra và cải tiến. Thì ở trong cái hệ thống xử lý nước tinh khiết hay siêu tinh khiết á, nó có những cái công việc mà đòi hỏi nó phải có những cái quy trình, ví dụ như là quy trình lấy mẫu SDI này, quy trình rửa ngừa cột lọc, quy trình tái sinh cột lọc mềm nước, quy trình thay cái lõi lọc tinh trước RO, quy trình CB cho màng lọc RO, quy trình tái sinh cái cột trao đổi ion mismatch, hay là quy trình thay cái bóng đèn UV, hay là quy trình top up hóa chất cho hệ thống. Thì đó là những cái quy trình cơ bản cần phải có. Thì ở đây mình có một cái SOP chuẩn sẽ mở cho các bạn tham khảo. Đây là một cái quy trình về hiệu chuẩn cái cảm biến đo pH. Thì các bạn đảm bảo cái nội dung của nó là cái bước thực hiện miêu tả cái công việc thực hiện đó và nên có cái hình ảnh để cho cái người vận hành đó họ dễ nắm, dễ thực hiện. Chúng ta phải biết làm sao mà một người không biết gì mà cũng có thể thực hiện được. Thì lúc đó nó mới cụ thể và chi tiết. Đó. Các bạn tham khảo cái mẫu này thì mình có đính kèm ở trong cái file bài giảng, các bạn có thể tải về. Hẹn gặp lại các bạn ở cái bài học tiếp theo.